Hôm nay là Thuận sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách. Tại vì Thuận bán mấy cái tiếng chim rồi tiếng này tiếng kia giống như là một bài nhạc á. Để của Thuận từ bên Zalo Thuận gửi về Zalo của anh em. Mà anh em không biết cái cách để tải cái tiếng bài hát đó từ Zalo về, xong rồi chép ra cái thẻ nhớ để mình đi làm đồ này nọ anh em. Thì đây là cái cách, ví dụ như khi mà Thuận gửi vô Zalo cho anh em kiểu vậy nha. Đó là cái file nó sẽ là như vậy. Đó, thì anh em bấm vô đây một cái, đợi chút xíu nha anh em. Khi mà nó hiện lên như vậy nè, đó, nó sẽ kêu như vậy. Mà anh em muốn tải cái tiếng này về cái điện thoại á, anh em lấy cái ngón tay đè vô đây cái, nó sẽ hiện lên những cái dòng này. Anh em bấm vô chữ lưu về máy nè, lưu file nè. Xong anh em thoát ra nha, vô trong cái phần file của bạn. Đó, anh em bấm vô cái phần, thường thường nó sẽ nằm trong phần tải về hoặc file âm thanh hoặc là trong bộ nhớ đồ này nọ, nhưng anh em có thể tìm cái tên mà anh em tải về trên này. Nhưng mà mình vào phần tải về nè, đó, nó sẽ nằm trong phần Zalo đó, sẽ nè, sẽ kết hợp nè, hồi nãy nè anh em thấy không, này cũng là hồi nãy mới tải về luôn. Khi anh em muốn tải cái này về vô trong cái thẻ nhớ thì anh em bấm vô đây cái, nó sẽ có phần chữ sao chép. Anh em bấm vô, thì ví dụ như khi sao chép xong anh em muốn bỏ vô trong thẻ nhớ á, thì anh em phải có một cái thẻ nhớ như thế này. Lấy một cái thẻ nhớ ra, thẻ nhớ mới nha anh em. Xong rồi bỏ vô trong điện thoại, mỗi điện thoại nó khác nhau nhưng mà là đút vô điện thoại như vậy. Đó, bỏ vô. Nó sẽ hiện lên trong này nè anh em. Đó, anh em bấm vô đây cái, xong bấm vào chữ sao chép vào đây. Rồi anh em sao chép, anh em đợi một tí xíu nha. Nè, nó nằm ở đây nè anh em thấy không? Đợi cỡ chừng, nếu mà anh em có thời gian nhiều thì đợi cỡ 5 phút, không thì 1-2 phút là được rồi. Anh em lấy nó ra nè. Khi anh em lấy cái thẻ nhớ ra, đó là thẻ nhớ nó như vậy nha. Đó đã được chép cái bài hát mà Thuận bán cho anh em rồi. Anh em có cái lo bỏ thử cho anh em coi nè, đó. Đút vô. Đó, nó sẽ kêu nha anh em. Đó, thì cứ làm như vậy thôi. Ví dụ Thuận gửi thêm bài hát thì anh em cứ làm như vậy, hoặc là xóa bỏ xong rồi chép vô. Đó, thì Thuận chỉ anh em như vậy. Rồi có gì anh em không biết anh em cứ gọi Thuận nha. Rồi xin chào anh em nha.